này sẽ hấp ốc núi các bạn nhé. Đây ở dưới mình sẽ rải sả này, lá bưởi nhé, bưởi các loại bưởi gai đây này, bưởi này, gai này, gai này tí nữa để lấy gai này để khều ốc nhé. Đây, gai bưởi thì mình thơm. Ốc núi thì cũng trộn với lá bưởi với lại ớt với lại cũng lá bưởi cho vào. Đấy, thì nó mới có độ thơm. Ốc núi hay còn gọi là ốc đá đấy các bạn. Đấy. Đấy, thế này rồi. Đó, khoảng đó cốc này nước thôi, không cần đổ nhiều. Đấy, thế là bắc lên bếp đun. Đấy, sẽ bắc lên bếp đun nhé.
Đây là người ta gọi là ốc núi hay là ốc đá hấp xả lá bưởi các bạn nhé. Đấy, thơm này, thơm lắm. Đấy, các bạn thấy thơm không? Thơm lắm, rất là thơm. Cái ốc núi này thì nó ở trên những núi đá, ví dụ ở quê tôi là Nga Sơn ấy, dãy núi đá Tam Điệp ấy, thì là nó cứ ở trong hốc đá. Mưa mùa này ấy, mưa xong rồi nó ngập cái hang của nó thì nó sẽ mò ra ngoài thì mới bắt được, thì nó an toàn, lá leo trên núi nên là rất là thơm, rất là lành, chứ nó không như loại ốc ở nước ngoài, ví dụ ốc nhồi, ốc dạ, ốc các bưu cái kiểu ăn nó sẽ lạnh bụng, nhưng ốc này ăn rất tốt. Giảm lửa để cho lưu lưu. Rất là thơm nhé.